Kênh đang là TK Bonsai, xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với nhà vườn Lê Khải, địa chỉ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn Lê Khải. Chào Khải. Chào anh Thuận ha. Hôm nay anh Thuận trở lại vườn em ha. Hôm nay vườn em có giao lưu một số mai chú khỉ bonsai, tùng lá háng thì chủ yếu. Và với mấy cây trái, cây lý. Xin cảm ơn mấy anh em nghệ nhân với cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ kênh, đã ủng hộ em. Hôm nay em có mấy cây này xin giới thiệu với cô chú anh chị với anh em nghệ nhân. Em vô cây số 1 ha, số điện thoại của em là 0907 819 719, số giờ em xài Zalo luôn đó. Em vô cây số 1 ha anh Thuận ha. Cây này là cây lá trung nha. Cây này thành phẩm lâu năm rồi nha. Già cây lắm. Cây đó nó lên nu nhiều. Em đo thông số ha. Chiều cao là 50. Ngang 80. Hoành ha. Hoành là 39. 39 hoành ha. Cây này già cây ha. Cây này cốt cành to anh Thuận ha. Cây già cây lắm rồi. Cây này ta, mấy nghệ nhân làm cả chục mười mấy năm hết rồi. Nằm trong chậu suốt. Cây này anh em nào mua về thay cái chậu đẹp lại là để chơi thôi. Tại chậu này nó quá xấu. Cây này là em giao lưu 7 triệu ha. Em có một đôi vậy nha. Và cây số 2 cũng là cái lá trung ha. Là hai cái này là một đôi nha. Hai cái này là một đôi. Đo thông số ha. Năm mươi luôn. Cao 50. Cũng là 80 luôn. Hoành thì cũng cỡ na ná với nhau. 40. 39, 40. Cắn gì ha? 30. 30. Cây già cây ha. Cây này là cũng 7 triệu luôn nha. Một đôi này là 14 triệu. Rồi cái này nó lệch ngoài luôn rồi. Văng ngoài luôn rồi. Cứ hết đạn thì Chưa. Trời. Nó lạ tài lực. Dở lên á, dở lên á. Rồi em đổi cây okay, ha. Cây này là cây số 3 ha, cây la hán tùng ha. Cây này là cây lũa ha, lũa theo cái kiểu ở Đà Lạt. Cây này em cắt lá nha. Cắt lá như vậy là mới mốt đúng 30 ngày sau nó lên đọt trắng phiếu đẹp lắm. Cái này là tha thuốc lũa. Tha thuốc lũa lưu huỳnh là nó chống mục luôn. Cái đường lũa đẹp ha. Đồng số ha. 55 cao. Ngang 87. Hoành ha. Hoành 34. Cây này là giá 6,5 triệu. Có một đôi vậy nè. 6,5 triệu là tính ship cho anh em luôn đó. Cây số 4 ha. Cũng là cây la hán ha. Cây này là cắt lá, cây tùng cắt lá làm nó mới đẹp. Cắt lá khoảng 30 ngày sau nó lên đọt trắng phiếu luôn á. Đo chiều cao ha. Chiều cao 75. Ngang 70. Đo cái hoành đó.
34 quanh. Cái này giao lưu là 6,5 triệu, một đôi này là 13 triệu. Là tính cả tiền ship luôn. Cái này anh em nào giờ lấy về cái khoảng 20 ngày nữa là bắt đầu nó lên đò lọc non. Mình cắt lá đã được 10 ngày rồi. Rồi. Cây số 5 ha. Cũng là cây la hán tùng ha anh Thuận ha. Cây này là cây gọi là cây bay cũng được mà gọi là trường hồi cũng được. Một trực một hoành. Cây già cây ha. Em đo thông số ha. 120 cao. Ngang hết cái thước anh Thuận ơi. Ngang 150. Để em đo cái bắp cành cúc cành 20. Cúc cành bay của nó là 20. Đo cái cúc cành 1. 19. Cái cốc cành 1 là 19. Đo cái quanh. Quanh là 49. Nó có một cái đường lũa đây ha. Đấy, em để cho anh em nào về là tự tay làm lại theo ý thích ha. Là cây này em khai thác sao về em giữ nguyên vậy, là chưa có vô nhôm, chưa có cắt tỉa, chưa gì hết. Chỉ có khai thác về rồi xịt gông cho nó sạch thôi. Này anh em nào về binh lại. Cây mã số 5 này giao lưu là 11 triệu ha. Bao ship luôn ha. Cây số 6 ha. Là cái này là cây la hán bay nha. Cái này hai mặt tiền luôn anh Thuận ơi. Rồi để em đo thông số ha. Cao 115. Ngang hết cái thước luôn anh Thuận ơi. 150. Để em đo cái cốt cành bay của nó ha. Cúc cành bay của nó là 25. Cái hoành thân. Ba mươi sáu. Nó có đường lũa xíu cái góc đây anh Thuận. Nè. Cái này xây chắc dướng rồi. Dướng rồi. Chân cành to ha. Cây này già cây. Cây này hai mặt tiền luôn Thuận ơi. Cây số 6 này em giao lưu là 13 triệu anh Thuận. Là cây này với cây kia là một đôi đó. Nhưng mà cây này nó hơi trội hơn chút. Rồi, em đổi cây ha, cây số 7 ha. Cây số 7 là cây chín tay nha. Ngoài Bắc gọi là chín bông tay. Cây này già cây ha. Cây cốt cành to quá. Rồi em đo thông số nha. Chiều cao chắc khoảng 170 anh Thuận. À, khoảng 170 chiều cao á. Ngang hết cho thước anh Thuận ơi. Cây này bông tai mịn ha. Cây này già cây lâu năm lắm rồi nha. Già đỏ lên thật.
Hoành là 52. Đếm đó tay cành 1 đó nha, tay cành 1 nó to lắm. Tay cành 1 nó 27. Rồi tay cành 2. Tay cành 2 21. Cây này già cây ha, đẹp. Mâm tay dày. Cây này anh em nào về vô cái chậu lại là để trưng bày chơi thôi, khỏi cần sửa gì nữa hết, chỉ cắt tỉa thôi. Cây này em giao lưu là giá có 16 triệu rồi nha. Cái này mã số 7 giá 16 triệu là tính tiền ship luôn anh Thuận. Cây số 8 ha. Cây này là cây bonsai người ta cắt giật lâu năm rồi ha. Cây già cây. Một trăm anh Thuận ơi, cao 100. Ngang 70. Đo cái cốt 1. Cốt 1 nó 18. Đo cái quanh. Năm mươi hai. Cái này có cái đường lũa ở đây. Anh em nào về đánh lũa lại là sạch sạch là tha keo vô. Cây này là chủ vườn ta cắt gật nhiều năm rồi nha. Cây này em giao lưu là 13 triệu tính tiền ship luôn á. Cây này già cây dữ lắm. Cây mã số 8 này là 13 triệu tính tiền ship luôn cho anh em. Cây này anh Phước ơi. Cây mã số 9 cũng là cây la hán ha. Nhưng mà cây này la hán trái nha. Cây này la hán trái. Cây này là em bướng về nay cũng cỡ 3 tháng rồi, em ủ nó lên tược hết rồi. Thường á cái dòng la hán trái á nó giống như cây xanh Nam Điền ngoài Bắc vậy đó, nó lên tược bất cứ lúc chỗ nào. Cắt chỗ nào nó cũng lên tược hết. Cây này cốt cành chuẩn ha, em rút ngắn lại sẵn luôn á. Này anh em nào mua về cái vô chậu nó ra cơi hay cơi nữa là mình sửa được, hoặc là mình ghép kim cương cũng được. Để em đo thông số ha. 77 chiều cao, ngang 100. Em đo quanh đó ha. Quanh nó 71. Cây này là cây dáng chữ S ha, còn gọi là long dáng cũng được. Nhưng mà nó lắc lượng nhẹ chứ nó không có lắc cong lắm. Cây này đủ cốt cành ha. Cây số 9 này là em giao lưu 15 triệu là tính tiền ship luôn đó. Cây này là la hán trái nha. Cây la hán trái ghim chứ không ghép gì hết. Cây số 10 ha. Cũng là cây la hán trái luôn ha. Cây này là cây bay. Cây này già cây dữ lắm luôn rồi. Cây này cắt gật nhiều năm rồi. Làm đo thông số ha. 90. Cao 90. Ngang. Ngang 84. Để em đo cái cốt cành 1 nữa ha. Cây này cắt gật nhiều năm rồi. Cành 1 đó là 28.
Đó cành bay ha. Cành bay là 32. Đó quanh gốc ha. Anh tên này đi. 48. Nó có cái đường lũa đây nè anh Thần. Lũa, lũa rễ. Cái này lũa rễ còn toàn bộ thân là đặc hết. Cây này là cây lai háng trái ha. Thường cây lai háng trái là nó giống như xanh năm điều ngoài Bắc vậy đó. Nó mọc được bất cứ chỗ nào. Nè, mọc được nè. Cây này già cây ha. Cây số 10 này là em giao lưu là 20 triệu bao ship luôn nha. Rồi qua cây 11 ha, cũng là cây la hán trái luôn ha. La hán trái green nha. Cây này là đúng cây giáng long luôn đó. Cây này là bướm về ủ nay cũng khoảng 3 tháng rồi đó. Đếm đo thông số ha. Chiều cao 100, đúng 100 luôn thử coi. Ngang 120. Đó cốt cạnh 1 ha. Đo biết thông số rồi, 17. Đo quanh, quanh gốc. 42. Cây này già cây ha. Cây này nó có cái đường lũa anh Thuận. Nè, có đường lũa xíu nhưng mà nó kéo chàm lại hết rồi. Cây này nó nuôi khoảng chừng 1-2 năm nữa là thành nó kéo liền hết. Cây này là về là banh tay ra chơi thôi. Đây, có sẵn hết rồi. Em không có sửa, để cho anh em nghệ nhân nào mua về tự tay làm theo ý mình. Cây 11 này em giao lưu là 17 triệu ha. Tính cả tiền ship luôn. Cây này là cây lá háng trái nha. Rồi cây 12 ha. Cây 12 là cây nguyệt quế ha anh Thuận. Cây này già cây mà quái dữ anh Thuận ơi. Em quay vòng nha. Cây này thành phẩm lâu năm rồi nha. Rồi. Đó chiều cao 90 anh Thuận ơi. Cao 90. 8.140. Đo hoành gốc. Hoành gốc là 56. 56 hoành gốc. Cây hình thú ha. Và cây gân cúc ha. Ồ, cây hai mặt tiền luôn, đẹp quá. Cây này là anh em nghệ nhân nào đem về là chỉ có thay chậu đẹp chơi thôi, không còn chỉnh sửa gì nữa hết. Có thấy dư nhánh thì bỏ bớt thôi chứ không có thiếu nhánh. Cây có dáng hình thú ha. Hồi đó cắt ở đây cho nên nó có cái thẹo đây anh Thuận ha. Nè, mấy cái này là hồi đó cắt là nó có thẹo á. Thấy một thẹo mà cắt rồi nó chạy xuống chút. Cây này là lá sắn bông chùm mà lá nhỏ xíu luôn á. Cây này lá nhỏ xíu à. Cây 12 này em giao lưu là 17 triệu. Em tính cả tiền ship luôn cho anh em luôn á. Rút chậu ra anh à. Nếu mà anh em nào đi lấy nhiều thì để chậu cũng được. Rồi cây 13 ha. Bây giờ em có 4 cây quế này. 4 cây này là em cần bán cho anh em cái giá mềm để anh em về thương mại. Là 4 cây, em có 4 cây này là cây 13 nè. 14, 15, 16 ha. Là mấy cây này là coi như 4 cây này em bán 15 triệu là em tính cả tiền ship cho anh em luôn. 4 cây thì để cây này là cây thứ nhất đi, cây này 13 nè. Anh Thân quay đi, cây này không xây được anh Thân ơi. Ừ, không xây được. Không qua cái đồn xây. Em đo thông số ha. 38.
Hoàng Thanh 38. Hoàng Thanh 38. Cao ha. Cao 115. Ngang, ngang hết cái thứ anh thử ơi. Là cây này cây 13 nha, bắt đầu tính cây này. 13, 14, 15, 16. Cây, cây này xương cành nó đều già cây nè, sửa lâu năm rồi. Cây này sửa nhiều năm lắm rồi, cho nên cái cốt cành cắt giật nhiều lần rồi nè, nó lên gật gù hết. Lên xương cá hết rồi. Tàn tròn đẹp ha, cây này sức sống đang mạnh ha. Lá sắn qua chùm nha. Là 13, 14, 15, 16 là em giao lưu 4 cây là 15 triệu. Là tính cả tiền ship cho anh em luôn á. Cây này là cây 13 nha, bắt đầu cây 14, 15, 16. Cây 14 nè. Cây này chuẩn cây bonsai luôn ha. Già cây gật gù gật gù. Rồi em đo thông số ha. Cao 90 anh Thuận ơi. Ngang 95. Em đo cành 1 ha. 17. Củ đế nở ha. Ừ. Hai mươi chín, 29 hoành gốc. Cây này đẹp ha, già cây ha. Là cây này nè, là cộng luôn cây, cây này là cây 14, 13, 14, 15, 16 là em giao lưu là 4 cây 15 triệu, em tính tiền ship. Nếu anh em lấy hết nha. Còn nếu mà lấy một cây thì phải thương lượng chứ cái giá này là không giao lưu được. Qua cây 15 ha. Cây này là cây 15 ha, là nằm trong 4 cây em giao lưu là 15 triệu nha. Vườn chặt quá không có chỗ để. Không có báo giá từng cây nhưng mà báo giá chung luôn vậy đó. Mua hết 4 cây là 42 quanh. Cây này hai thân ha. Cao 95 anh Thuận ơi. Ngang 120. Cây này hai thân đẹp ha, cây già cây. Cái dàn xương đẹp quá. Cây này anh em về là vô chậu đẹp là trưng bày chơi thôi chứ không còn sửa gì tới nữa hết. Có thấy dư nhánh thì cắt bỏ thôi, tỉa bỏ bớt. Còn thấy để vậy thích hợp thì để vậy chơi. Là cây này nằm trong 4 cây là em giao lưu 15 triệu nha. Là tính cả tiền ship cho anh em luôn á. Tiền ship chắc hết 4-5 triệu rồi. Em ghép xe đi nha. Đây. Cây này là cây 16 là nằm trong 4 cây nè. 13, 14, 15, 16. Là 4 cây này đó là em tính 15 triệu đó. Mà anh em nào lấy một cây thì cái giá nó phải 5-6 triệu gì trở lên mới được nha. Cây đẹp ha. Rồi. 100 anh Thuận ơi, cao 100. Ngang 90. Đồ quanh ha. Quanh 26. Cây già cây ha, lên trắng phiếu luôn. Cây này cái vàng xương già lắm. Không có vàng xương hết hồn không. Cây này cái dáng quá đẹp. Bốn cây này là nằm trong cái bốn cây này là em bao luôn cả ship luôn á, là 15 triệu. Còn lấy lẻ thì giá phải cao hơn nha.
Cây lý ha. Cây lý trên bồn, cây này là nó thành phẩm lâu năm rồi anh Thuận. Cây này nó được nghệ nhân chỉnh sửa nhiều năm rồi. Cây này cao chắc khoảng 2m5. Cao 2m5, ngang chắc khoảng chừng chắc gần 5m. Tương đương 5m. Đếm đo quanh ha. Đo quanh thân nữa chứ quanh gốc nó chắc khoảng 200 á. Đo quanh gốc là khoảng 200 á, đo quanh thân thôi. 60. Ủa 60 gì bự vậy? Đếm đo lại kìa. Bảy mươi. Nè nó có cái đường lõa nè, nhưng mà nó không có một bọng bể gì hết nha. Nó thành đá rồi, đang kéo chàm lại. Cái cốt cành này là ta sửa hồi nhỏ lớn rồi anh Thuận. Mình thấy không, sửa nó gật gù gù nó. Cây này trái thơm lắm. Cây này là ở ngoài Bắc người ta gọi là họ cây roi á. Cái lý cái lê này là họ cây roi. Thấy dàn nhánh nó lắc lượng à. Cây này á là 35 triệu là em bao ship. Mà bao ship có từ Hải Dương trở lại nha, cái cây này nè. Còn nếu mà xa quá là không có bao ship được nha. Từ Hải Dương trở lại. Tại xa quá cái tiền xe nó đi xa mất tiền lắm. Cây này phải đi hết khoang xe. Cây này phải đi hết khoang xe. Cây tiếp theo là cây chiếu thủy ha. Cây chiếu thủy bàn trà. Giờ em đâu đứng tới đầu đo anh Thuận, nắm chừng thôi nha anh Thuận. Nếu mà nhắm chừng như vậy là cây này cao chắc khoảng 3 mét á. Khoảng 2 thước dây này nè. Khoảng 3 mét. Không có... Đúng rồi. Nằm như vậy là nó già dữ lắm, già rồi. Hồi sửa được nghệ nhân người ta sửa nhưng mà nó không có được đầy. Sửa bằng trà nhưng mà nó không được đầy. Dáng đẹp luôn. Đâu quanh góc ha. 47. Quanh góc 47. Cái này em giao lưu bao ship luôn là 6 triệu nha. Ship toàn quốc. Cái đó 18, 19. Rồi tính cho mai chú thủy thôi. Rồi. Đi qua đây em còn cái tùng cuối nữa. Rồi, em ra cây này là cây cuối lít luôn ha. Cây này là cây La Hán Tùng. Được nghệ nhân sửa tứ diện hồi nhỏ nha. Nhánh nó đi ngang không à. Cây này anh em nào đem về trồng sân vườn hoặc là vô chậu lại là mình kêu nghệ nhân làm mấy cái bông tai lại thôi là đẹp. Cây này cao chắc khoảng 4m5 anh Thuận. Cây La Hán Tùng anh. Tùng này trùng bông chứ không phải trùng tái. Cây này ngang nó chắc khoảng chừng 2m5 anh. Cây này dàn chân đẹp già cây. Hoành 54 anh Thuận ơi. 54 hoành. À, được sửa nhỏ cái cốt cành nó đi ngang không nè. Không có nghề quê nhàm gì hết nha. Nó có bị năng tác động đây xíu hồi đó cắt cái cành bỏ á. Rồi nó chạy luôn, nó tét á. Đây xíu nó đang liền lại, không sao hết á. Cây đế đẹp ha. Cây cuối lít này em giao lưu là 15 triệu em bao ship nha. Mà bao ship chắc cũng phải Hải Dương trở lại thôi chứ xa quá cây này là không có
xếp được nha, phải thương lượng xếp thêm. Tại tiền xe ra khỏi Hải Dương ra Phú Thọ này kia là mắc lắm. À, cây cuối lít này là em giao lưu là 15 triệu ha, làm bao xếp luôn, tính cỡ Hải Dương trở lại thôi. Còn ra khỏi Hải Dương thì thương lượng phí xếp cho em thêm. Đó. Rồi cuối lít xin chào anh em nghệ nhân với cô chú anh chị em đã ủng hộ kênh và đã xem clip ủng hộ em. Số điện thoại giao lưu của em là 0907 819 719. Số em dùng Zalo luôn. Dạ em xin chào. Dạ.